Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Nhiều trường đại học trên cả nước đưa ra lịch dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển theo các phương thức năm 2024. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, trước 17 giờ ngày 17 tháng 8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Bộ Giáo dục Đào tạo quy định các trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 19 tháng 8. Hàng loạt đại học sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 17 tháng 8, ngay sau khi có kết quả lọc ảo lần cuối cùng. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ấn định thời gian công bố kết quả trúng tuyển của phương thức 5 xét tuyển tổng hợp và của các phương thức xét tuyển sớm vào 17 giờ. Ngày 17 tháng 8 và 18 tháng 8, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển. Tân sinh viên sẽ làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường vào ngày 20-21 tháng 8. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, lịch nhập học và tham gia các hoạt động đầu khóa của tân sinh viên sẽ sớm được thông báo. Đại diện Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh thông tin điểm chuẩn được công bố lúc 19 giờ 19 phút 19 giây ngày 17 tháng 8. Ngay sau cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh nhà trường, hiện Trường Đại học Công thương đã có thống kê ban đầu về những nhóm ngành thu hút nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhất năm nay. Ngày 17 tháng 8 cũng là thời điểm dự kiến công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nha Trang. Trong khối các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế, Luật và Trường Đại học Công nghệ Thông tin cũng dự kiến công bố điểm chuẩn ngày 17 tháng 8. Trong khi đó, nhiều trường đại học dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 18 và 19 tháng 8. Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ live stream phát sóng trực tiếp để công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh thông tin dự kiến trước 19 giờ ngày 17 tháng 8, trường sẽ có điểm chuẩn đại học chính quy theo phương thức xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ngay sau khi có điểm chuẩn, cùng ngày trường sẽ live stream để công bố điểm chuẩn vào lúc 19 giờ 19 phút. Theo dữ liệu từ nhà trường, so với năm 2023, số lượng thí sinh và số lượng nguyện vọng vào trường năm 2024 đều tăng tương đương gấp 2 lần, trong đó số lượng nguyện vọng từ 36.000 tăng lên 75.000 nguyện vọng. Trước đó, theo công bố của nhà trường, điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ 3 cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1, lớp 12 dao động từ 20 đến 25 điểm. Ngành có điểm cao nhất là ngành marketing với 25 điểm, kế đến tài chính ngân hàng, ngôn ngữ Trung Quốc và công nghệ thực phẩm với 24,5 điểm, các ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ dệt may, công nghệ sinh học 20 điểm. Năm 2023, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông và trường đại học công thương Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 16 đến 22,5 điểm. Thí sinh tham khảo điểm chuẩn và trường đại học công thương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 theo phương thức điểm tốt nghiệp. Tiến sĩ Phạm Minh Việt, Phó trưởng ban quản lý đào tạo Học viện Tài chính cho biết, Học viện Tài chính không xét tuyển sớm mà xét tuyển cùng thời điểm với xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời điểm công bố điểm chuẩn của nhà trường theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2024. Dự đoán điểm chuẩn năm nay, tiến sĩ Lưu Hữu Đức, trưởng ban quản lý đào tạo cho biết, điểm chuẩn có thể cao hơn năm ngoái khoảng 0,5 đến 1 điểm ở một số ngành hot của học viện như hải quan và logistics, tài chính doanh nghiệp theo định hướng chứng chỉ quốc tế quản trị kinh doanh. Theo đề án tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 4.500 với chương trình chuẩn là 3.100, chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế là 1.280. Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân là 120, phương thức tuyển sinh là Học viện Tài chính. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024.
Đại diện Trường Đại học Ngoại thương đã đưa ra dự đoán điểm chuẩn bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường năm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Hiền, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Ngoại thương cho biết, khi phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy, so với năm 2023, số lượng thí sinh có điểm đạt ngưỡng từ 27 trở lên ở các tổ hợp như A00, D01 tăng so với năm trước. Chúng tôi dự đoán điểm chuẩn có thể tăng nhẹ nhưng không phải tăng ở tất cả các tổ hợp. Điểm có thể tăng ở các tổ hợp như A00, D01. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Hiền cho biết, năm 2024, điểm mới trong quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại thương là tất cả thí sinh, bao gồm thí sinh đã trúng tuyển sớm, vẫn phải đáp ứng việc có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của ít nhất một trong các tổ hợp môn xét tuyển của trường đạt từ 24 điểm trở lên. Do đó, thí sinh cần lưu ý việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống để nhà trường xác định điều kiện cuối cùng nói trên trước khi xác định các em trúng tuyển chính thức. Với những thí sinh xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay xét tuyển thuần túy dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Hiền khuyên các thí sinh nên có sự phân tích về ngưỡng điểm trúng tuyển qua các năm của chương trình mình yêu thích để nhìn nhận xu hướng tăng hay giảm điểm chuẩn. Từ đó, đưa ra phán đoán phù hợp khi đặt nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024. Mục điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học Ngoại thương là 24 điểm trở lên, mức này áp dụng cho tất cả ngành, bao gồm điểm ưu tiên. Đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự đoán điểm chuẩn năm nay có thể tăng nhẹ so với năm 2023. Tiến sĩ Trần Bá Trình, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, hầu hết các môn, các tổ hợp xét tuyển đều cao hơn một chút so với năm ngoái. Với các ngành đào tạo ngoài sư phạm của trường, chỉ tiêu năm nay giữ ổn định. Với các ngành sư phạm, chỉ tiêu một số ngành giảm nhẹ như sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học. Đây từng là những môn học bắt buộc ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, giờ trở thành nhóm môn tự chọn dẫn đến nhu cầu giáo viên không cao bằng. Nếu không xét đến yếu tố thí sinh đăng ký, có thể dự đoán điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay nhích nhẹ so với năm ngoái. Trong đó, đối với các ngành sư phạm năm nay bị giảm chỉ tiêu như sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học, điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng nhiều nhất, có thể tăng 1 đến 1,5 điểm so với năm ngoái. Điểm chuẩn các ngành đào tạo sư phạm còn lại như sư phạm toán, sư phạm ngữ văn có thể tăng nhẹ từ 0,25 đến 0,5. Điểm chuẩn của các nhóm ngành đào tạo ngoài sư phạm sẽ không biến động nhiều, nếu có, chỉ dao động tăng khoảng 0,25 đến 0,5. Đối với hai ngành học tích hợp trường mở mới năm 2024 là sư phạm khoa học tự nhiên và sư phạm lịch sử địa lý, tiến sĩ Trần Bá Trình dự đoán điểm chuẩn cũng không thấp. Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh đại học theo các phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển thẳng, xét học bạ trung học phổ thông, thi tuyển, thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.